mẹ Sát Bình, tôi vui khi con trai lấy Phương Oanh. Bà Kim Hòa, mẹ Sát Bình, cảm thấy gia đình mình đã có happy ending khi Phương Oanh hòa hợp với con riêng của chồng và chu toàn bổn phận làm dâu. Trả lời Ngôi Sao, bà Hòa cho biết gia đình bà đón nhận Phương Oanh ngay từ lần đầu Sát Bình đưa bạn gái về nhà ra mắt. Từ đó, bà và Phương Oanh giữ mối quan hệ thân thiết, trò chuyện với nhau về mọi điều trong cuộc sống. Vợ chồng bà ủng hộ con trai đi bước nữa sau khi chứng kiến Phương Oanh quan tâm, chăm sóc và hòa hợp với hai con riêng của nam doanh nhân. Bà vui mừng khi Sát Bình và Phương Oanh quyết định gắn kết lâu dài, hoàn thành thủ tục kết hôn hôm 15 tháng 6. Tôi thương Oanh chịu oan ức, bị vu khống là người thứ ba. Điều tuyệt vời là Oanh kết hợp với hai con của Bình. Hai đứa trẻ ủng hộ bố đến với cô, còn thương cô bị đổ oan. Bé May liên tục bày tỏ tình yêu với Oanh, bé Dinh vui khi bố và cô thành vợ chồng. Gia đình tôi có happy ending khi Oanh làm dâu con, mẹ Sát Bình nói. Bà Kim Hòa cho biết thêm mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu giữa bà và Phương Oanh rất tốt đẹp. Hai mẹ con hợp tính nhau nên hay trò chuyện. Trong mắt bà, con dâu là người đơn giản, chân thành, nói năng bột chột nên đôi khi bị vạ miệng. Cách đây vài ngày, bà gặp rắc rối khi bị một số trang mạng lấy lại chia sẻ của mình từ 2015 rồi bị đặt đó là phát ngôn mới nên rất thấu hiểu những gì con dâu phải trải qua cách đây gần một năm. Sát Bình sinh ra trong gia đình tri thức ở Hà Đông, Hà Nội, có mẹ là giáo viên và bố là nhà báo. Mẹ của anh tên đầy đủ là Phạm Thị Kim Hòa, từng giảng dạy tại Cao đẳng Y tế Hà Đông và về hưu từ 2007. Phương Oanh và Sát Bình hoàn thành thủ tục kết hôn hôm 15 tháng 6 tại Ủy ban Nhân dân phường Liêm Chính, Phủ Lý, Hà Nam, quê nữ diễn viên. Sau khi kết hôn, Phương Oanh vẫn duy trì sự nghiệp riêng với công việc kinh doanh bất động sản, điều hành thương hiệu thời trang và quảng cáo. Nữ diễn viên Quỳnh Búp Bê hiện bận rộn với tổ ấm mới và sẽ quay lại đóng phim khi có kịch bản tâm đắc. Trước đó, tình yêu của họ trải qua nhiều sóng gió. Hình ảnh hẹn hò bị lan truyền trên mạng hồi tháng 8 năm 2022. Dư luận chia đôi ngã, một bên chỉ trích Phương Oanh là người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của Sát Bình và doanh nhân Đào Lan Hương. Một bên cho rằng cô không có lỗi vì xuất hiện khi vợ chồng họ đã ly thân, cùng ký đơn đồng thuận ly hôn từ lâu và chỉ chờ hoàn thành thủ tục pháp lý. Nam doanh nhân và vợ cũ được công nhận thuận tình ly hôn. Theo quyết định của Tòa án Nhân dân quận Hà Đông, Hà Nội hồi tháng 5, Sát Bình luôn khẳng định Phương Oanh không phải người xen vào cuộc sống của anh và vợ cũ, bởi quá trình ly hôn kéo dài là do việc phân chia tài sản, không liên quan chuyện tình cảm giữa hai người. Sát Bình tên thật là Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981, là một trong những doanh nhân tiên phong trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam. Anh là nhà sáng lập kiêm chủ tịch một tập đoàn công nghệ. Anh nổi tiếng hơn từ khi tham gia chương trình Thương vụ Bạc Tỷ, Sát Tan Việt Nam từ năm 2019 và thường được gọi bằng biệt danh Sát Bình. Phương Oanh sinh năm 1989, khởi nghiệp làm mẫu trước khi lớn sân đóng phim. Cô nổi tiếng với các phim Quỳnh Búp Bê, Ngược Chiều Nước Mắt, Lặng Yên Dưới Vực Sâu, Hương Vị Tình Thân. Nữ diễn viên tạm nghỉ đóng phim để tập trung cho công việc kinh doanh từ đầu năm 2022, sau thành công của Hương Vị Tình Thân. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.